Này anh kia, muốn nhổ răng phải không? Dạ phải. Em sợ quá. Sợ cái gì sợ? Nhổ răng có gì đâu mà sợ. Nè, ngồi xuống ghế để tôi coi coi. Chà, răng này sâu quá phải nhổ thôi. Cứ ngồi yên đó, để tôi lấy thuốc tê tôi tiêm. Kim to quá, đừng có dính, sợ lắm. Đừng có dính, kim to quá sợ. Ở đây con chim này nhỏ nhất thôi. Trời, bình tĩnh, không có gì phải sợ hết. Tiêm thuốc sẽ không thấy đau nữa, hiểu không? Dạ. Ông làm gì vậy? Ông làm tôi vậy? Xích bèo. Xích bèo gì? Giữ ông cứng lại, chứ để ông nhảy tới nhảy lui rồi cái chọt vô lỗ mũi ông sao? Trời ơi, cái gì khủng khiếp quá vậy nè? Khử trùng. Trời ơi, cái quẹt vĩ đại. Thôi, tôi làm, tôi về. Ngồi đây. Hồi nãy giờ giỡn chơi, thấy không? Thấy nhức răng đau quá, tôi giỡn chơi, quên đau, hiểu không? Ngồi xuống. Nhát quá. Con nít nó không sợ, anh lớn vậy anh sợ sao? Bình tĩnh. Nhổ răng chứ là phải mổ bụng đâu sợ. Trời ơi, mổ bụng nữa. Nhìn thấy đồ nghề của ông là sợ rồi, nổi ống hết trơn cái đội rồi. Gì đâu mà dao kéo kìm búa cả cái quẹt thứ ớn chà đậu luôn. Tôi không dám đâu. Trong phim kinh dị mỹ quá, tôi sợ quá. Khéo quan tưởng. Trong phim khác, ngoài đời khác. Đừng có sợ. Đã sợ thì đừng có nhìn nó, nhắm mắt lại là quên nó liền. Thôi, tôi nhắm mắt tôi càng sợ nữa. Tôi rụng quá trời rồi, thấy không? Tôi rụng quá rồi. Ủa sao kỳ vậy? Cái gì cũng sợ vậy? Hãy nhắm mắt lại, tôi thấy hình ảnh kinh dị hiện lên đầu tôi. Tôi có nghĩ nha sĩ là tên sát nhân giết người hàng loạt. Tôi sợ lắm, nha sĩ, tôi sợ quá. Đừng sợ nữa. Anh xem phim kinh dị nhiều quá rồi, nhiễm cái bệnh hoang tưởng rồi. Được rồi, tôi có thứ này à, anh uống vào là hết căng thẳng liền ha. Cái này cái gì đây? Anh biết uống rượu không? Dạ biết, chút đỉnh à. Mà rượu gì đây? Rượu này nè, rượu tây mà. Dạ tây thì tôi uống được à. Hả? Cảm ơn gia sĩ, cho tôi ly thôi. Vậy ha. Dạ. Uống vô là bớt căng thẳng liền. Dạ để tôi uống nha. Quá ngon luôn. Tôi biết mà. Nó hơi bớt căng thẳng hả? Đó giờ nhổ được chưa? Dạ chưa. Hả? Ôi, cái tay em còn rung, bác sĩ thấy không? Ủa sao vậy? Có thể cho em xin một ly nữa được không? Được, đừng cho ai biết nha. Ừ. Uống cho tự nhiên. Rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm nha. Cảm ơn gì, không có đó là chuyện tất nhiên mà. Ngon không? Đỡ. Đó, tôi biết. Tôi biết. Nó còn rung nữa ta. Hả? Cái tay nó còn rung nữa. Chết cha vậy hả? Làm ly nó được không? Được, uống nữa đi. Nhớ đừng cho ai biết nha. Biết rồi. Thôi, uống được. Quá ngon phải không? Uống lại giờ uống mình họ không có vui đâu. Sao? Bây giờ bác sĩ ly tôi ly cùng nhau mới vui. Thôi, uống được. Tôi có thói quen là không được uống rượu trong giờ làm việc. Vậy anh sao? Cứ uống tự nhiên thoải mái. Anh vậy, em mình mà. Vậy tôi thoải mái không có tự nhiên nha. Cứ tự nhiên đi à, thoải mái, vui. Quên nữa. Gì? Có màu gì không? Màu gì? Màu để nhậu quá. Chết cha, tôi quên nữa. Thôi được rồi, giờ còn miếng khô bò nè. Nhậu đỡ nha. Có tôm khô không? Có cú kiệu nữa. Vậy hả? Dọn vô luôn hết đi. Ngon lắm. Trời ơi, bữa nay vui quá. Ừ. Tôm khô nè, ăn vô. Tôm khô mua đâu, con bự quá. Ôi Cà Mau đem lên tặng tôi á. Đèn chỉ nó ngọt. Ha. Không ngon, không làm ly hả? Thôi, không quen. Còn ly cuối à? Làm luôn. Nó hả, làm luôn đi. Đó. Cái mặt là biết quá ngon rồi. Mau, gấp mau. Mau, đây.
Mời ra mời. Rồi rượu tây ngon thiệt nha. Rồi rượu tây mà uống hết chai rượu mà thấy chưa đã nữa. Vậy hả? Chưa, trước giờ thấy chưa ai chơi đẹp như bác sĩ luôn. Trời ơi, ai tôi cũng vậy đó, đâu phải riêng anh đâu. Cái tính tôi nhỏ lớn vậy á. Bác sĩ chơi đẹp quá. À, bây giờ vậy sao, bây giờ nhổ được chưa? Hết căng thẳng chưa? Hết sợ chưa? Quan thần hết căng thẳng. Đó, tôi biết mà. Cảm ơn bác nha sĩ. Không có chi. Nhờ bác nha sĩ cho tôi uống rượu á. Mà bây giờ nói thiệt với bác sĩ không? Sao? Hết bức sợ gì nữa rồi. Đó. Và tôi báo cho nhà bác sĩ biết nha. Nói gì? Bây giờ kẻ nào mà đụng tới cái răng của tôi đó. Sao? Kẻ đó xấu số, hiểu chưa? Tôi uống rượu rồi.